đây, cái xe này đã rời bến nha các bạn đây. Đấy, những chuyến xe, những chuyến xe đã đi rồi các bạn ạ. Đấy, đã có xe đi Bình Dương, Sài Gòn rồi, rồi các khu công nghiệp của các tỉnh thành nha các bạn ạ. Cái số 3 đấy các bạn ạ, cái số 3 đấy. Đây là cái số 3 của thành phố Buôn Ma Thuột nha các bạn. Về đây là bến xe Buôn Ma Thuột đấy các bạn ơi, các bến xe của Buôn Ma Thuột đã lưu thông rồi nha các bạn. Nếu các bạn đi làm Bình Dương hay là Sài Gòn thì đã có xe rồi nha các bạn. Và sau đây mình sẽ hỏi một số bác tài xem đã có những điểm nào được cho xe lưu thông chạy chở khách nha các bạn nhé. Vừa rồi mình đã hỏi với mấy anh là các cái xe chuyến xe như là Sài Gòn, Bình Thuận, Quy Nhơn rồi Phan Thiết các kiểu đi Sài Gòn là Bình Dương, các khu công nghiệp chạy về hay lên hay xuống thì đều có rồi nha các bạn ạ, các tuyến chạy hết rồi nha các bạn. Vậy thì các bạn cứ yên tâm là cứ đến bến xe thôi, mình đi đâu thì bắt xe ở đó thôi nha các bạn nha. Đấy, đây là những chuyến xe đây các bạn ạ. Đấy, đây là sau đây, đây là xe Quy Nhơn Phan Thiết đây các bạn. Đấy nha. Đấy. Đây là xe của Bình Thuận Phan Thiết Buôn Mê nha các bạn. Đây là một chiếc xe của Bình Thuận Phan Thiết Buôn Mê đã rời bến rồi nha các bạn. Một số xe đã chạy các tuyến đường dài rồi nha các bạn ơi. Chắc xe dừng nằm cao gấp các kiểu luôn. Đấy, họ đã đi đón khách rồi trả khách nha các bạn. Đây, mình làm video ngắn để cho các bạn xem tình hình bến xe đang lưu thông rồi nha các bạn. Các xe đã lưu thông rồi nha các bạn, lưu thông hết rồi nha các bạn. Đấy, các bạn đi đâu hay là đi từ thành phố Buôn Mê hay là đi từ Sài Gòn lên Buôn Mê đều đã có xe rồi nha các bạn. Những cái xe giường nằm, xe trung bình đều có hết rồi nha các bạn nha. Đó là những nơi xe, đây là xe chạy Quy Nhơn đây các bạn ạ. Đấy, đây là bến xe thành phố Buôn Ma Thuột nha các bạn này. Các xe đã chạy rồi.
về cái xe này đã rời bến nha các bạn ơi. Đấy, những chuyến xe đã đi rồi các bạn ạ. Đấy, đã có xe đi Bình Dương, Sài Gòn rồi các khu công nghiệp của các tỉnh thành nha các bạn ạ. Đấy. Là bến xe Đắk Lắk đây các bạn ạ. Nếu các bạn đi làm xa thì cái yên tâm nha, đã có xe rồi nha các bạn. Đấy, đây là cái xe đấy, cái xe giường nằm đấy cả Kim Anh. Đấy, những chuyến xe này không biết đi đâu đây. Đấy, các bạn thì cứ yên tâm, đi làm xa thì cứ yên tâm nha các bạn nha. Đấy, những chuyến xe đã chạy được lưu thông rồi, đến địa điểm nhà các bạn muốn đến nha các bạn nha. Đấy, video chỉ là giới thiệu để mà cho các bạn biết là giờ các bến xe đã lưu thông rồi nha các bạn. Lưu thông vào nhà xe, các xe đã đi Bình Dương hay Sài Gòn hay đi đâu đi các kiểu của các bạn thì đã có rồi nha. Đấy, các bạn cứ yên tâm nha. Nếu các bạn thấy clip hay hãy đăng ký và ủng hộ cho mình nha. Đấy, đó là mình cho các bạn xem các cái chuyến xe đã lưu thông rồi nha các bạn. Đấy, đã có xe về rồi, đã có xe đem về và đến rồi nha các bạn nha. Đấy, đó, xe đã chạy rồi đây các bạn. Đấy, chuyến xe đã chạy rồi nha các bạn. Những giường nằm rất kiểu luôn, các bạn muốn đi đâu đây đấy, sắp có đây, sắp có chiếc đã rời bến rồi đây các bạn nha. À, đấy, đã có một chiếc của bên nào đây, đấy, đây có một chiếc đây rời bến rồi các bạn ạ. Đây là xe của Thành Công nha các bạn, xe Thành Công. Đấy, xe Thành Công đã rời bến rồi các bạn ạ, đã rời bến đón khách rồi các bạn ạ. Các bạn yên tâm nha, các bạn yên tâm rồi, đã có xe rồi. Các bạn đi làm Sài Gòn hay Bình Dương hay về đây đã có xe rồi nha các bạn nha. Đã có xe rồi nha, cập nhật thông tin ở 24 này đã có xe rồi nha các bạn nha. Đấy, hãy nhớ like và đăng ký cho mình nha. Bye bye, các bạn đi đâu hãy đón xe nha các bạn. Đấy, đó lại có một chiếc rời bến nữa các bạn ạ. Đấy, lại có một chiếc rời bến nữa. Bây giờ đã có xe rồi đấy các bạn ạ. Lại chiếc đã rời bến rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.